Các bạn, chào mừng các anh chị các bạn đến với kênh PA Marketing, kênh YouTube của giảng viên đại học. Tên tôi là Nguyễn Phan Anh, là giảng viên đại học, là một chuyên gia về Digital Marketing. Vừa rồi thì tôi có viết một cái kế hoạch marketing cho một cái nhà hàng, và tôi cũng có chạy quảng cáo marketing cho một số các nhà hàng mới nhất 2023. Tiện tôi có cái bản kế hoạch như vậy thì tôi chia sẻ cho các bạn. Thì hiện nay năm nay là năm 2023, và thời điểm này là một thời điểm mà kinh tế khá là khó khăn, và người tiêu dùng thì thắt chặt chi tiêu và tiết kiệm, không đi ăn nhiều nữa, không đi nhà hàng nhiều nữa. Cộng với việc là cái nghị định 100 về thổi nồng độ cồn thì cũng khiến cho các nhà hàng là bán rượu, bán bia là cũng giảm đáng kể về mặt sản lượng. Tất nhiên thì vẫn có những nhà hàng bán được, nhưng mà so với những năm trước thì bán rất là kém. Cộng với lại karaoke cũng bị cấm do cái vấn đề về phòng cháy chữa cháy, cho nên là thực sự là các nhà hàng kinh doanh cũng rất là khó khăn. Vừa rồi thì ở gần chỗ nhà tôi ở thì có một cái quán phở mở ra, cái quán phở mở theo kiểu nhượng quyền của một cái hãng phở lớn, cũng có cái thương hiệu màu cam như này, tôi không nêu tên nhưng các bạn sẽ hiểu. Thương hiệu màu cam mở ra cũng được khoảng 2 tháng thì đóng cửa. Vâng, tôi đi qua thì tôi cũng thấy là cái nhà hàng cũng mới mở, sau đó một thời gian là thấy đóng. Thực tế thì rất nhiều nhà hàng mới mở sau đó là đóng. Tôi cũng thực sự là tôi thấy rất là xót xa cho họ. Bởi vì là họ đã không có một cái kế hoạch kinh doanh, một kế hoạch marketing tốt để chuẩn bị. Họ chỉ đơn giản là họ có một số vốn, họ có một địa điểm, họ thuê, họ sang sửa, sau đó họ nhận nhượng quyền, họ đầu tư, họ mở khai trương. Và đấy là đối với những cửa hàng mới. Thế còn những cửa hàng cũ thì sao? Thì đều gặp phải tình trạng hiện nay là doanh số thì sụt giảm, do không bán được nhiều bia rượu, do lượng khách đến ít, do khách tiết kiệm hơn, do khách không đãi quan chức ăn uống như ngày xưa nữa, rồi các doanh nghiệp thì bây giờ cũng tiết kiệm, vân vân. Rất nhiều các vấn đề khiến cho doanh số bị suy giảm, khách hàng không có. Vậy thì chúng ta sẽ phải lập một cái kế hoạch marketing, tiếp thị bán hàng như thế nào để mà cho một cái nhà hàng có thể là phát triển mạnh và phục hồi được cái doanh số, hoặc là tăng được cái doanh số cho cái nhà hàng của mình. Vâng, thì tôi sẽ trình bày với các bạn trên một cái sơ đồ mind map của một cái nhà hàng ở Nhật, thì các bạn sẽ tham khảo thêm với những cái nhà hàng của mình. Và nếu như các bạn có cần tư vấn, hoặc cần triển khai, hoặc cần trợ giúp, thì các bạn có thể liên hệ với tôi là giảng viên Nguyễn Phan Anh ở công ty PA Marketing, và số điện thoại là 0989 623 888, Facebook là Phan Anh Online, trên màn hình các bạn đang nhìn thấy rồi đấy ạ. Và ok, đầu tiên thì tôi sẽ nói về một cái sơ đồ mind map, kế hoạch marketing cho nhà hàng. Và các bạn có thể để ý đây là một cái sơ đồ rất là dài, và cái nhà hàng này là nhà hàng Nhật. Tôi sẽ trình bày với các bạn. Đầu tiên là kế hoạch marketing cho một năm thì chia đều thành một tháng, chia cho 12 tháng thì sẽ ra kế hoạch của một tháng. Thì tôi lập kế hoạch cho họ tháng 3, và các tháng tiếp theo thì cũng sẽ tương tự thôi. Mục tiêu doanh số đạt là 3,5 tỷ đồng, 3,5 tỷ cho một nhà hàng. Tất nhiên là cái mức doanh số này dựa trên mức doanh số đã đạt được trong năm 2023 và đã đạt được trong 2022. Tại sao lại có cái mức doanh số này? Bởi vì các cái tháng trước đó nhà hàng đã đạt được khoảng một cái mức doanh số 2 tỷ rưỡi đến 2 tỷ 7, và mục tiêu của chủ nhà hàng là muốn đạt được 3,5 tỷ hoặc thậm chí là 4 tỷ. Và tất nhiên đây là mục tiêu thì mình sẽ phải đặt ra, và mình sẽ phải tính toán. Như vậy doanh số bình quân theo ngày nó cỡ khoảng 110 đến 120 triệu một ngày, và nhân với một tháng là 30 ngày thì mới có được cái mức doanh số lên tới 3,5 tỷ. Và ta cần phải chia nhỏ cái mức doanh số này ra để chúng ta đánh giá xem là cái mức doanh số này liệu có đạt được hay không. Tương đương với chúng ta sẽ có khoảng 120 khách một ngày, 60 khách một bữa, bữa trưa và bữa tối là hai bữa, với một hóa đơn bình quân là 1 triệu một người một khách. Và
Tại sao lại như vậy? Bởi vì tôi đã hỏi dò rồi là hóa đơn của một cái nhà hàng Nhật thì một khách hàng vào cũng phải chi khoảng 1 triệu. Vâng, chi khoảng 1 triệu. Như vậy thì chúng ta sẽ cần 120 khách một ngày, 60 khách một bữa và nhân đều hai bữa, hoặc là bữa trưa thì khoảng 30 khách nhưng mà bữa tối thì phải 90 khách. Đấy, nếu mà bữa tối là bữa có nhiều khách hàng hơn. Với hóa đơn 1 triệu. Vậy để có hóa đơn 1 triệu thì chúng ta cũng sẽ phải tính toán các cái combo, các cái set món làm sao mà khách hàng vào ăn uống tiêu pha để mà nó khoảng 1 triệu là đẹp. Đấy. Và sẽ phải báo cáo doanh số bán hàng hàng ngày vào 9 giờ sáng của ngày hôm sau. Đấy, báo cáo các cái vấn đề, tức là đây là cái báo cáo để mà mình kiểm soát cho hoạt động của nhà hàng thông qua phần mềm, thông qua nhân sự. Chúng ta sẽ báo cáo vào 9 giờ sáng các cái vấn đề về thực phẩm, nguyên liệu, nhân sự có nghỉ ốm hay không, số lượng khách hàng của ngày hôm trước, số lượng món ăn, các cái món đã được đặt, mức độ hài lòng hoặc là mức độ phàn nàn của khách hàng, họ phàn nàn cái gì, mình và ghi nhận các cái lời khen để phát huy và ghi nhận những cái lời phàn nàn để sửa chữa, hoặc thậm chí là nếu mà mình thấy họ khen nhiều quá thì thôi mình không cần phải ghi nhận những cái lời khen nữa mà mình sẽ ghi nhận những cái lời phàn nàn để từ đó mình chỉnh sửa. Đấy là cái mục tiêu mình sẽ kiểm soát trong một nhà hàng. Đấy, cái công việc của một nhà hàng thì nó cũng chỉ có như vậy thôi. Rồi tiếp theo là về sản phẩm, tức là món ăn trong nhà hàng. Thế thì về sản phẩm ở đây, tôi sẽ tập trung vào các cái sản phẩm chủ đạo và bán chạy theo thống kê. Tức là vì cái nhà hàng này họ đã có lịch sử rồi, thì tôi sẽ xem vào các cái món chủ đạo là món gì, và tôi sẽ đẩy những cái món đó lên, và có thể cũng sẽ phải làm mới một số những cái món mới. Thí dụ như thời điểm này đang rất là hot những cái món nộm gà măng cụt, đúng không ạ? Măng cụt xanh. Thế thì tôi có thể yêu cầu nhà bếp là phải ra cái món đấy ngay, ra cái món đấy ngay để mà mình thu hút khách hàng, bắt được cái xu hướng, bắt được cái thông điệp truyền thông. Nhiều khi khách hàng họ tò mò, họ sẽ đến nhà hàng của mình. Tất nhiên đây là nhà hàng nói chung, còn nếu mà đang nói về nhà hàng Nhật thì gỏi gà măng cụt thì có vẻ không phù hợp lắm, nhưng không sao cả, mình có thể sử dụng món đó để làm món tặng, không làm sao cả. Việc tập trung vào các cái món sản phẩm chủ đạo và bán chạy là rất quan trọng. Để làm gì? Để mình cơ cấu lại danh mục đi chợ và menu để không bị lãng phí, để giảm cái chi phí về mặt nguyên liệu hoặc là tồn kho về nguyên liệu. Bởi vì rủi ro của việc bán hàng trong ngành nhà hàng đó là nguyên liệu nó sẽ không còn được tươi, không còn được ngon và nó sẽ bị hao hụt, nhất là đối với hải sản tươi sống vân vân. Tiếp tục là tôi sẽ ra một số những cái chương trình là tặng món miễn phí hoặc là những cái món ăn phễu, những cái món phễu, ví dụ như là một vài cái món gì đó. Ở đây thì tôi đang liệt kê gợi ý như là món gan ngỗng, một cái món mắt cá ngừ đại dương vân vân, trị giá khoảng độ 200-300 ngàn và tặng miễn phí cho những khách hàng đặt hàng ăn, đặt tiệc, đặt món hay là đặt bàn, hoặc là với một cái combo chỉ hai người là mỗi người là 1 triệu. Mình đừng ghi combo là 2 triệu mà mình ghi là mỗi người 1 triệu thì cái cảm giác nó sẽ được rẻ hơn. Đấy, khách hàng có thể được quyền lựa chọn một trong hai món ăn hoặc là nhiều món ăn mình đã đưa ra danh mục tặng món mời của nhà hàng. Đấy, mà không phải trả hóa đơn. Đấy, tặng một khách hàng một món hoặc là mỗi khách hàng đều được tặng vân vân. Đấy, hoặc là có thể ra những cái chương trình bia, chương trình rượu, ví dụ như bia của Nhật hay rượu của Nhật. Đấy, nếu mà mình là nhà hàng của Nhật hoặc là những cái nhà hàng riêng của mình. Đấy, nhà hàng riêng của mình thì mình có thể ra những cái món rượu riêng của mình cũng rất là tốt. Tiếp theo là chúng ta cũng sẽ ra những cái món combo hợp lý. Đấy, ví dụ như là khoảng độ 400 rưỡi, 500, 600 gì đó một người.
để thu hút khách hàng, để thu hút khách hàng. Ví dụ như trước đây tôi làm marketing cho nhà hàng tôm hùm lobster ở Nguyễn Khánh Toàn ấy, có một thời gian tôi đã làm, chính tôi là người mà gợi ý cho nhà hàng đó là ra một cái set tôm hùm ăn thử với giá là 499k, và cũng lâu lắm rồi. Đấy, thì cái nhà hàng đó đã ra cái chương trình đấy và cũng khá là thu hút được khách hàng. Đấy, cũng khá là thu hút được. Vậy thì các bạn hình dung ra nhé, là nếu như mà chúng ta có một cái chương trình phễu, một cái chương trình combo đủ hấp dẫn thì chúng ta sẽ thu hút được khách hàng. Đấy. Tôm hùm thì người ta thường nghĩ đến tiền triệu chứ người ta không dám nghĩ đến tiền trăm. Thế khi mà mình ra tiền trăm thì khách hàng sẽ rất là tò mò, và đến đó ăn thì mình sẽ upsell, tiếng Anh là upsell, tức là mình sẽ tăng lên các cái sản phẩm khác bán giá cao hơn. Thí dụ như mình nói là ở tôm hùm baby thì nó chỉ có là tôm hùm con thôi, hay là nó chỉ là đông lạnh thôi, anh muốn ăn tươi, ăn ngon, ăn nhiều món thì anh chơi con to như này, giá cũng chỉ như này thôi, thì sẽ làm được 3 món, 5 món. Nhà anh đi 3 người, 5 người thì ăn con này thực ra thì nó cũng không đắt hơn. Đấy, kiểu kiểu như thế thì gọi là upsell tại chỗ. Thì như vậy mình tạo một chương trình để dẫn dụ, để thu hút. Đó. Chứ còn nếu mà người ta cứ nghĩ đến nhà hàng Nhật, nghĩ đến nhà hàng 4 sao, 5 sao cao cấp thì người ta sẽ sợ, bởi vì nó sẽ đắt, nó sẽ nhiều tiền. Đó. Và mình cũng thường là có thể tung ra những cái chương trình lạ, ví dụ như là nhà hàng Nhật thì mình có thể nhập một con cá ngừ đại dương khoảng 100 kg. Đấy, xong đó mình mổ tại bàn, mình biểu diễn, mình vừa bán cho khách ăn tại chỗ, mình vừa phi lê, mình cất đi, mình vừa bán cho những cái khách mang về, với điều kiện là mình đã chạy quảng cáo, mình truyền thông về cái điều đó rồi thì cũng ok thôi. Đó. Nên là chúng ta sẽ phải ra những cái combo cụ thể, và combo như vậy chúng ta có thể ra trước cả một tháng vài combo. Đấy, bởi vì chúng ta không thể biết được nào là khách hàng sẽ thích món gì, sẽ thích chương trình gì. Khi mà chúng ta chạy nó có thể hiệu quả và nó cũng có thể không hiệu quả. Đấy. Và các cái sản phẩm món ăn cũng sẽ phải được trình bày theo chủ đề. À, đây là tôi yêu cầu là phải trình bày theo chủ đề và được cập nhật. Ví dụ như là các cái món ăn của Nhật thì bao giờ nó cũng cầu cầu rất là cầu kỳ đúng không? Đấy, nó có đá này, xong rồi nó có cây cối này, xong rồi nó để những cái lát thịt, lát cá lên đúng không? Tạo sự mới mẻ. Thế nhưng mà ví dụ như là mình có thể thay đổi, lúc trước mình bày ra con thuyền thì hôm nay mình lại có thể bày sang một cái bát, mình lại bày sang một cái đĩa hình lá, tôi nói thí dụ như vậy. Hoặc là các cái chủ đề tôn vinh phụ nữ, nếu mà vào mùng 8 tháng 3 giải phóng thủ đô, vào tháng 10 hay là những cái dịp lễ đặc biệt, mình có thể tạo ra những cái chủ đề. Mặc dù món ăn thì vẫn thế thôi nhưng mà các trang trí trưng bày nó cũng phải khác, để làm gì, để nó bắt mắt, để nó thu hút. Đấy. Và nó thu hút cái hiệu ứng thị giác cũng như là hiệu ứng check-in sống ảo bây giờ. Ngoài đi ăn ngon miệng thì rất nhiều thực khách bây giờ cũng cúng phây đúng không? Cúng phây, tức là trước khi ăn là tôi đã phải chụp điện thoại, chụp cái đăng lên, đang đi ăn nhà hàng, đang ở khách sạn 5 sao, đang ABC đây. Thế thì như thế thì người ta sẽ rất là thích. Đấy. Ok. Đấy. Ra thêm một số những combo theo số lượng khách hàng đúng không? Combo 2 người, 3 người, 4 người, 5 người, combo gia đình. Đấy. Để khách hàng dễ lựa chọn trong một cái mức giá tiền. Và nhà hàng cũng sẽ chuẩn bị sẵn những cái combo như vậy để thu hút khách hàng. Đấy. Hoặc là mình cũng có thể ra những cái chương trình dành riêng cho khách hàng sinh nhật hàng tháng. Ví dụ như là sinh nhật thì sẽ được tặng thêm cái gì, hoặc là được giảm bao nhiêu phần trăm, hoặc là được tặng thêm bánh pizza, bánh sinh nhật pizza cá ngừ. Đấy. Còn nếu mà bánh sinh nhật thông thường thì nó lại không đặc biệt đúng không? Hay là nấu một cái bát súp đặc biệt kiểu của Nhật cho khách hàng, vân vân. Đấy, tức là dành riêng cho họ, rồi có thể là trang trí bàn tiệc, trang trí bàn tiệc hoa tươi, nến thơm, quà, rồi thậm chí có người vỗ tay happy birthday. Đấy. Có người quay phim chụp ảnh, làm reels, làm TikTok, short video cho khách hàng, cũng rất là tốt. Đấy. Bây giờ là chúng ta cần phải chiều khách như vậy.
Bởi vì bối cảnh bây giờ cạnh tranh rất là cao và khách thì đi đâu hết ấy. Đặc biệt là khách quan chức thì cũng bị bắt bớ nhiều, cũng không dám xuất hiện, cũng không dám đi ăn. Doanh nghiệp thì không kiếm được tiền thì cũng không mời đối tác, không mời quan chức đi ăn nữa, đúng không? Thì bây giờ chỉ có hướng tới khách là tiền túi thôi, đi ăn bằng tiền túi của người ta thôi. Ok, đấy là một số cái chương trình các bạn phải nghĩ ra để cho nó phù hợp. Đấy, và các bạn chấp nhận là lấy số lượng bù, đúng không ạ? Vâng. Ngoài các cái sản phẩm là món ăn thì chúng ta cũng sẽ phải thiết kế các cái sản phẩm đồ uống để tăng doanh thu. Ví dụ như là nước ngọt, đúng không? Nước ép, đấy, hoặc là rượu. Đấy, một trong những cái mẹo đấy là chúng ta sẽ không cho phép khách hàng gọi những cái đồ uống. Ví dụ như là tôi thấy có rất nhiều nhà hàng họ rất khôn, họ không cho gọi LaVie. Bởi vì gọi LaVie thì mình chỉ bán được 10.000, 20.000 thôi. Họ sẽ không không bán được đồ uống. Trong khi đó mình pha một cái đồ uống sinh tố bơ, rồi sinh tố dâu, rồi sinh tố chanh, vân vân, kiểu như thế. Nước ép dưa hấu, nước ép cam là mình đã định giá được 60 đến 80.000 rồi. Như vậy 60 đến 80.000 thì mình đã lời khoảng 50 đến 70.000. Cốt tôi nghĩ nó chỉ khoảng 10.000, không đến 10.000 một sản phẩm. Thế trong khi đó mình bán một chai nước thì cũng chỉ bán được đến 15 20.000 là cao. Mà bán như thế thì cũng chỉ lãi được 15 20.000. Như vậy biên độ lợi nhuận của mình sẽ cũng không phải là thấp, nhưng mà giá trị tuyệt đối thì nó sẽ thấp. Cho nên mẹo ở đây là chúng ta phải bán nước ép và đưa vào cái danh mục như vậy. Rượu bia bây giờ không bán được nhiều thì mình phải sản xuất hoặc là đặt hàng rượu dễ uống, rượu nhẹ, rượu nhạt để cho họ uống. Đấy, hoặc là muốn họ uống nhiều thì mình phải khuyên họ là đi taxi hoặc là mình sẽ có người đưa về. Chứ còn nếu mà đã lái xe rồi, chồng lái xe, vợ đi cùng, con đi cùng thì là thôi khỏi 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 bán rượu luôn. Đấy, mà không bán được rượu thì doanh số không tăng. Thì vậy mình phải có mẹo là mình bán nước ép. 4 người đi ăn, 5 người đi ăn gọi khoảng 4 ly nước ép thì mình đã có được 250. Giả sử là 60.000 một ly, 70.000 một ly thì mình đã có 280. Và trong 280 như vậy mình cốt mình chỉ hết tầm độ 3 40.000 là mình đã lãi được hơn 200.000. Ý của tôi là như vậy, là phải thiết kế đồ uống và phải tìm cách để mời, để ép khéo để khách phải mua đồ uống của chúng ta, pha đồ uống ngon vào. Đấy, chúng ta cũng có thể nhận đặt tiệc theo yêu cầu của khách hàng tại nhà để làm thêm, hoặc là ship code, tức là đóng sản phẩm vào những cái hộp đẹp giống như là giao như giao pizza ấy. Đó, để tăng doanh số. Để tăng doanh số các nhà hàng đều làm được. Ví dụ như là các nhà hàng về gà này, về vịt này, về ngan này, họ đều có thể làm được những cái dạng thức như vậy. Thì nhà hàng Nhật hoặc là các nhà hàng khác đều làm được. Bún bánh phở bây giờ nhất là dân công sở ở Hà Nội, ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta trời nắng như này người ta rất là muốn mua đồ ăn ship. Đó. Đấy, chúng ta đặt tiệc như thế nào, rồi chúng ta đưa ra các cái chương trình ra làm sao. Đấy, rồi thì chi phí chúng ta phải tính toán, tất cả phải đều phải ra sản phẩm cụ thể chứ không nói chung chung nhá. Ship code cũng như vậy, món gì ship như thế nào, bao lâu, cách thức đóng gói, cách thức bảo quản, cách thức vận chuyển. Phải đào tạo cho nhân sự về các cái chương trình bán hàng, về các cái chương trình chăm sóc khách hàng, chào mời khách hàng, tư vấn cho khách hàng để làm sao họ gọi món, gọi combo và gọi đồ uống. Và mình nhất là những cái nhà hàng bán bia, bán rượu thì nhân sự có thể là tranh thủ ra mời khách uống. Mời khách uống thì bia mình khách đã trả tiền rồi, người ta uống được thì nhà hàng lại bảo là rất là nhiệt tình, mà trong khi đó thì lại tăng được sản lượng bán, đúng không? Vâng. Với khách hàng nam thì có thể mời uống rượu hoặc là uống nước ép trái cây hoặc là một số loại. Tùy vào việc là họ có lái xe hay không thì mình phải quan sát. Khách nữ thì mời nước ép trái cây hoặc là champagne cái nhẹ nhẹ, đúng không? Bán đồ uống để tăng thêm doanh thu. Tiếp theo là về giá, giá cả. Mục số 3 là về giá, đúng không? Đấy, thì mình ví dụ như chiến lược giá, mình giá là không đổi.
nhà hàng tiêu chuẩn 4 sao, giá không đổi, nhưng mình có thể giảm giá bằng cách là mình tặng thêm món, tặng thêm quà. Ví dụ như là đi ăn mình có thể tặng quà lưu niệm, tặng trà này, tặng trà Nhật cũng rất là tốt, đúng không? Đấy, nguyên tắc của tôi là tăng phần tặng quà chứ không giảm giá. Đấy. Và ra các cái set món là giá hợp lý. Tất nhiên ra các cái set món hợp lý thì mình cũng sẽ phải tìm cách là mình chế biến làm sao cho nó đầy đặn lên, cốt nó cũng sẽ đảm bảo. Đấy là cái phần chiến lược về giá. Đấy. Phần số 4 là các cái công cụ quảng cáo truyền thông. Các công cụ quảng cáo truyền thông thì rất là quan trọng. Các bạn thấy nó có một cái mục chính ở đây. Đấy, cái nhánh màu đỏ này nó rất là dài 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 đúng không? Đấy, chủ yếu là cái nhánh màu đỏ này. Ok. Thì các công cụ quảng cáo truyền thông để tìm kiếm khách hàng bây giờ rất là quan trọng, đặc biệt là các cái công cụ online. Các công cụ online tất nhiên là cũng kết hợp với các công cụ offline nữa. Thì ví dụ như là đầu tiên là chúng ta sẽ quan tâm đến là ngân sách. Đấy. Ví dụ như ngân sách chúng ta dự kiến là bao nhiêu. Đấy. Ngân sách chạy ví dụ như là 100 triệu, 200 triệu một ngày, chúng ta phải chia ra các công cụ như thế nào, đấy, doanh thu như thế nào. Vâng. Đấy. Thế rồi thì chạy kênh gì. Ví dụ như đây là tôi dự kiến là chạy 100 kênh, là kênh Facebook và kênh TikTok, có thể là kênh Zalo nữa. Đấy nữa là đối với online. Còn nếu mà mình ship món thì mình có thể dùng thêm Now, thêm Go và thêm những cái app về Grab để đặt món. Thế còn chúng ta là nhà hàng bán tại chỗ thì Facebook, TikTok và Zalo là ba cái công cụ rất là ok rồi. Google và web thì cũng được nhưng mà hiệu quả không bằng. Thì chúng ta sẽ phân bổ ngân sách vào các kênh. Đấy, ví dụ như là ta chạy 100 triệu thì ta phân bổ vào đây 80 triệu. Đấy, chúng ta sẽ chạy một cái chiến dịch hiển thị, chạy lượt tương tác, chạy lượt hiển thị, chạy lượt xem video vân vân. Một cái chiến dịch combo hợp lý và quà tặng cộng món tặng. Rồi thì chạy một cái chiến dịch giới thiệu thương hiệu của nhà hàng chung. Tức là các chiến dịch nó cùng phải liên tục bồi vào nhau để khách hàng người ta nhận biết, người ta nhận thức và sau đó thì dần dần người ta mới mới chuyển đổi thành nhu cầu. Và cái thông điệp thì mình cũng phải nhấn mạnh, mình phải chọn cái thông điệp truyền thông là bao gồm này, nhà hàng như thế nào, thế mạnh là gì, đầu bếp bao nhiêu năm kinh nghiệm, nguyên liệu cao cấp ra làm sao, giá cả vân vân. Ví dụ như là tôi đang làm cho một cái nhà hàng ở trên trên Vĩnh Phúc, một cái nhà hàng tổ hợp gồm trung tâm tiệc cưới, nhà hàng hải sản và nhà hàng bia, khá là lớn. Thế thì tôi tung một cái chương trình là uống một tặng một, tức là uống một tháp bia tặng một tháp bia. Đấy, tung tung chương trình đấy ra thì khách hàng khá là hưởng ứng và doanh số bán cũng tăng lên. Đấy, bởi vì đằng nào thì họ cũng được, cũng phải đi uống bia thì ở chỗ này được tặng thì họ sẽ đến và mình chấp nhận hy sinh một chút chi phí về bia. Mình đổi lại thì mình sẽ có khách hàng và mình bán được thêm các cái món mồi, các cái món nhậu thì mình sẽ thu lời từ đó, mình chấp nhận. Vâng. Đấy, mình các yếu tố truyền thông mình nhấn mạnh vào những cái gì? Ví dụ như nhà hàng này thì nhấn mạnh vào yếu tố là lâu đời, kinh nghiệm, rồi thì thực phẩm, đầu bếp, tất cả đều là uy tín chất lượng, vân vân. Và mình chạy quảng cáo dạng video, bởi vì đối với nhà hàng thì người ta rất là thích xem video, nó có tính trực quan và từ đó thì người ta cũng dễ dàng ra quyết định lựa chọn cái nhà hàng đó. Đấy, về địa lý thì chúng ta sẽ chạy ví dụ như ở Hà Nội là chạy 10 quận nội thành. Đấy, và chạy một cái chiến dịch ở các cái tỉnh, hướng tới các cái tỉnh tỉnh khác. Và khi mà khách hàng họ vào Hà Nội họ đi công tác thì họ đi học tập thì họ có thể lựa chọn nhà hàng để mà ăn, để mà thưởng thức, để mà tiếp khách cũng được. Thì chúng ta cái này chúng ta chạy như thế nào thì chúng ta phải chọn được khách của chúng ta nha. Còn kỹ thuật chạy đây thì trong khóa học Facebook Marketing thì các bạn có thể xem thêm, tôi có khóa học Facebook Marketing cũng đăng miễn phí trên YouTube, các bạn xem thêm hoặc là các bạn liên hệ với tôi để tư vấn và trợ giúp hoặc tôi chạy cho đó. Đây là có hai chiến dịch là về địa lý, là
đánh thẳng khách nội thành là đến thẳng để ăn, đánh khách ở các tỉnh xung quanh là người ta về Hà Nội, người ta đi công tác, người ta sẽ muốn ăn thử, muốn thưởng thức, muốn tiếp khách, muốn đưa người yêu, đưa vợ con đi đến đấy ăn uống cũng rất là tốt. Chuẩn bị tài nguyên cho chiến dịch chạy quảng cáo, gồm ngân sách, fanpage, media. Media ở đây bao gồm hình ảnh, bài viết, video vân vân, đường link của website, hotline, Zalo, trực tin nhắn trả lời. Chuẩn bị tài khoản quảng cáo, bởi vì tài khoản quảng cáo cũng rất là hay bị vô hiệu hóa. Rồi thì chúng ta cũng sẽ phải cả những cái chương trình, đúng không? Các cái chương trình khuyến mại. Ví dụ như là món tặng, combo, hay là tặng bia, hay tặng rượu, hay tặng gì gì đấy. Nhân dịp mùng 8 tháng 3 thì tất cả các khách đến thì sẽ được ăn, thì sẽ được tặng khăn lụa, tặng trà, tặng nến thơm, vân vân. Hoặc là nhân dịp sinh nhật thì tặng bánh pizza cá ngừ, hoặc là một cái đặc sản gì đó của Nhật. Ví dụ như thế, mình sẽ tạo cái lợi thế riêng của mình. Vâng. Về đối tượng khách hàng thì mình phải vẽ chân dung khách hàng ra, tuổi, rồi thì sống tại đâu, có thu nhập như thế nào, rồi thì làm công việc gì. Vì đây là nhà hàng Nhật thì tôi phân tích rất là kỹ. Có thu nhập cao, quan tâm đến đồ ăn Nhật, thích đồ ăn Nhật, có sức khỏe, thể thao, làm đẹp, là doanh nhân, chính trị gia, những người làm kinh doanh, có thu nhập tốt. Mời bạn bè đối tác đi ăn để bàn công việc, tiếp khách, trao đổi, vân vân. Các cặp đôi đưa nhau đi ăn để kỷ niệm ngày sinh nhật, rồi hâm nóng tình yêu, vợ chồng, gia đình, con cái, vân vân. Những cái dịp, những cái lễ, đúng không? Cụ thể nào đó. Khách tỉnh đi công tác, khách du lịch, rồi đặt tiệc tại nhà, vân vân. Rồi, Google Ads thì cũng chạy một chút xíu, phân bổ ngân sách chạy một chút xíu, không đáng kể. Bởi vì ở Hà Nội thì nhà hàng lớn có thể chạy được, nhưng ở tỉnh thì tôi cũng không cần. Và chúng ta cũng sẽ lập danh sách từ khóa liên quan đến nhà hàng Nhật, món ăn Nhật Bản, ngân sách dự kiến và link trang đích thì chúng ta phải thiết kế. Thế thì ở đây chúng ta cũng phải nghiên cứu cái từ khóa mất một chút. Về Zalo S thì chúng ta cũng có thể thử, bởi vì Zalo thì chạy hiển thị khá là tốt, còn chạy chuyển đổi thành khách thì không tốt lắm. Ví dụ như chúng ta có thể chạy hiển thị và truy cập vào web, giới thiệu về nhà hàng, thương hiệu, món ăn, đầu bếp, combo, quà tặng, chi tiết, vân vân. Ngân sách dự kiến cái này chạy chủ yếu là khoảng 5 đến 6 triệu, bởi vì Zalo thì nó cho chạy là 200 nghìn một ngày. Khoảng 5 6 triệu là đẹp. Nếu mà đẹp thì 200 nghìn là chạy 6 triệu, cứ mỗi ngày 200 nghìn. Chạy hiển thị thôi, bởi vì nó hiển thị được nhiều lắm. Làm ảnh cho Zalo Ads nó thường cần một ảnh ngang, Zalo Ads cần một ảnh ngang. Viết một bài về trên web để chạy, truy cập vào web, tạo kênh Zalo OA. Trên bài trên web thì viết như thế nào, hình ảnh ra làm sao, video, tất cả những cái thông tin quan trọng chúng ta đưa vào cái đường link đó. Sau chúng ta chạy thì họ click tới, họ đọc và họ sẽ thu hút, họ sẽ trở thành khách hàng họ quan tâm. Khi mà họ muốn đi ăn cái món của nhà hàng mình đấy. Các cái nội dung quan trọng, các thông điệp quan trọng thì mình phải chắt lọc, mình viết sẵn ra đây. Đây, ví dụ như các bạn thấy món ăn uy tín, thương hiệu lâu năm, nhà hàng đầu tiên về món ăn Nhật, được tiếp đón các chính khách, các cái quan chức, rồi khách nước ngoài, vân vân. Không gian thì đẹp, nhiều phong cách không gian, lịch sự, sạch sẽ, an toàn, giá hợp lý, phù hợp với nhiều mục tiêu. PR về món ăn như là nguyên liệu Nhật Bản nhập khẩu, cá, thịt, bò, gạo đều nhập từ Nhật hết. Nước là nước sạch tuyệt đối, lọc bằng công nghệ máy móc của Nhật, đạt các chứng chỉ tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm, vân vân. Đạt cả những cái tiêu chuẩn về xử lý nước thải.
Rau sống thì được trồng theo phương thức rau sạch, rau thủy trồng bằng phương pháp thủy canh, rau hữu cơ, vân vân. Đầu bếp thì toàn những là 4 sao, nhiều năm kinh nghiệm, chạy quảng cáo ở các quận nội thành qua Zalo, chạy dạng tin nhắn hoặc là truy cập vào web đều được. Đấy. TikTok thì mình sẽ chủ yếu, nếu mà kênh TikTok cho nhà hàng thì mình sẽ phát triển kênh, lấy thương hiệu của nhà hàng và chạy quảng cáo thêm. Nhưng quan trọng nhất là phát triển kênh. Phát triển kênh là gì? Tức là hàng ngày mình làm món, đúng không? Hàng ngày mình làm món, mình thấy là có khách hàng họ đặt món, họ gọi món, thì ngay lập tức bộ phận marketing của mình là phải quay lại toàn bộ cái quá trình chuẩn bị, từ đi chợ, làm chế biến, xong làm lên món, xong lên mâm, xong gửi ra cho khách. Quay lại, sau đó mình đăng lên trên TikTok của mình đăng lên trên Facebook Reels của mình. Đấy. Hoặc là các bạn có thể có cả YouTube Short nữa. Ok. Còn tất cả Đăng bài trên TikTok, đăng bài trên Facebook, fanpage Reels thường xuyên liên tục bằng video ngắn. Như vậy trong nhà hàng sẽ phải có một ít nhất một người phụ trách việc phát triển nội dung bằng cách là chụp ảnh, quay video, chụp ảnh quay video. Khách ra, khách vào, khách ăn, khách uống, đầu bếp làm, mà lên món, đấy, vân vân. Tất nhiên có những cái nhà hàng thì khách họ riêng tư, họ khách VIP, họ không cho quay, không cho chụp, họ không cho số điện thoại thì mình phải chấp nhận thôi, không sao cả. Thì mình chụp ảnh không gian hoặc là những cái nhóm khách đi sinh nhật gia đình họ làm được, họ cho phép thì mình ok. Còn không quay lén, không chụp trộm nhá. Rất nguy hiểm bởi vì có những khách quan chức người ta không muốn xuất hiện đâu. Rồi. Chạy một video review nhà hàng, chạy video mổ cá ngừ, chạy video về thương hiệu. Cái này thì mình phải sản xuất, tự sản xuất hoặc là mình thuê nhà sản xuất TVC. À, ví dụ như các bạn muốn thuê sản xuất TVC thì bây giờ một ngày quay một cái TVC nó cũng phải mất tầm 10 đến 15 triệu một ngày nhá, bao gồm công quay, máy móc, thuê đồ kịch bản. 10 đến 15 triệu cũng cũng không phải là đắt đâu. Thế thì có một cái TVC như thế để mình chạy quảng cáo. Thì các bạn nếu mà các bạn muốn có ý tưởng sản xuất TVC, lựa chọn thông điệp gì, cách thức sản xuất như nào, các bạn có thể liên hệ với tôi. Tôi có công ty sản xuất TVC, tôi với em trai tôi làm media. Em trai tôi chụp ảnh quay video rất đẹp. Và tôi thì tư vấn cho các bạn về mặt chiến lược, về mặt công cụ, về mặt thông điệp, lựa chọn những cái kịch bản phù hợp. Sau đó thì là quay. Và quay thì mới có media để mà chạy. TikTok là một kênh rất là quan trọng đối với nhà hàng hiện nay, đặc biệt là phát triển kênh. Còn chạy quảng cáo thì phải là kênh Facebook và chạy thêm trên Face, trên Zalo và TikTok. Thì tôi phân bổ ngân sách khoảng đến 70% là cho Facebook và số còn lại 10 đến 15% mỗi cái thì tôi cho Zalo và TikTok. Nhưng mà nếu mà dạng video tự nhiên, lượt xem tự nhiên thì các bạn nên sử dụng TikTok và Facebook Reels. Còn báo chí thì lâu lâu mình cũng phải làm việc với một số đơn vị báo, mình PR liên tục, đặc biệt là những cái báo tạp chí vừa vừa tiền 2-3 triệu, đăng liên tục, đăng liên tục, đăng liên tục. Ngày xưa tôi làm cho cái nhà hàng Ao Quán, nhà hàng Ao Quán với nhà hàng Lương Sơn Quán là cùng chủ ở Hà Nội. Tôi làm marketing là tôi đẩy khoảng 30 bài PR báo trong vòng 10 ngày. Và nhà hàng đó đã tiếp khoảng 1.000 khách một ngày. Tức là khách phải xếp hàng đợi rất lâu, cả tiếng đồng hồ mới được đến lượt. Đấy là một cái kỳ tích mà ngày xưa tôi làm marketing cho các nhà hàng rất là thành công. Còn bây giờ thì nó khó hơn rất nhiều rồi. Bây giờ tôi vẫn kinh nghiệm như vậy nhưng mà làm nó đã khó hơn rất nhiều rồi. Tiếp tục, các cái kênh tự nhiên không trả phí. Tức là mình làm content, mình phát triển nội dung đấy. Ví dụ như kênh web, đúng không? Đấy, mình có thể tận dụng web của PA Marketing, web của nhà hàng, đăng bài, viết bài lên,
dù nó cũng chưa có lượt đọc, cũng phải đăng, phải viết đạt chuẩn SEO, các cái từ khóa liên quan đến ngành nghề kinh doanh và khu vực kinh doanh của mình. Các cái nội dung bài viết, hình ảnh thì phải được sử dụng một cách rất là nghiêm túc, lịch sự, trang trọng, đảm bảo được yêu cầu của nhà hàng chuẩn 4 sao, chứ không được viết linh tinh, không được sử dụng hình ảnh linh tinh. Đấy, là do định vị của mình thôi. Đấy, fanpage cũng như vậy, mỗi ngày phải đăng từ 1 đến 2 bài dạng ảnh hoặc là dạng video. Đấy, các chủ đề như là kinh doanh hàng ngày, nhà hàng, món ăn, đầu bếp, bí quyết của món ăn. Đấy, hoặc là cách nấu món, cách lên món. Đấy, mặc dù có thể những món đấy nhà hàng không không làm. Đấy, thí dụ như là ở trên TikTok với lại trên YouTube hiện nay có cái tôi có xem cái nhà hàng gọi là nhà hàng Thanh Ốc. Bạn này bạn làm ốc nhưng mà bạn ấy rất là hay ra video ngắn hướng dẫn làm nước chấm, hướng dẫn là món làm ốc xào me rồi cút lộn xào me rồi vân vân. Mỗi một cái video đấy cũng vài nghìn đến vài chục nghìn lượt xem. Còn TikTok thì tôi nghĩ là nó có lên đến từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn lượt xem. Và nhờ những video như vậy là nó thu hút được khách hàng rất lớn, thu hút được khách hàng rất lớn. Cho nên nếu mà các anh chị là các chủ nhà hàng thì các anh chị cần phải đi học về phát triển kênh TikTok cũng như là làm quảng cáo trên Facebook. Đây là hai cái kênh chính mà có thể giúp các nhà hàng thành công. Và trong nhà hàng thì ngoài cái chuyện là mình là đầu bếp, mình là chủ nhà hàng thì mình phải có dựng người làm marketing cho mình, đặc biệt là quay dựng video, chụp ảnh, đăng bài trên Facebook, trên YouTube hoặc là trên Zalo hoặc là trên TikTok. Đấy là những cái nền tảng chính. Và ngày nay thì người ta rất chuộng video ngắn. Video ngắn thì có TikTok, có Facebook Reels và có YouTube Short. Thì chúng ta đăng nhiều video ngắn nên chúng ta rất là thành công. Và Facebook thì có fanpage, chúng ta đăng bài, có group, hội nhóm, có video trên Reels, video ngắn và livestream. Livestream ở trên Facebook, ví dụ mình hôm nay mình đông khách quá, mình livestream 5 phút, 10 phút cho mọi người nhìn thấy. Mình bật điện thoại, mình cứ cầm lên, mình đi, mình khoe. Xin chào các bạn, hôm nay đang ở nhà hàng ABC, thì nhà hàng này rất là đông. Đây là tầng 1, phun kín bàn này. Tầng 2, phun kín bàn này. Yo, xin chào, ok. Thế này, đấy là cách là mình sẽ truyền thông tương tác cho các nhà hàng, hoặc là mình cũng có thể kết hợp với các cái bạn có ảnh hưởng, các cái food review hoặc là những cái bạn KOL, KOC thuê review hoặc là kết hợp cùng với họ để review cho nhà hàng hoặc là để quay video để chạy. Zalo thì mình ngoài chạy quảng cáo thì mình cũng có thể chăm sóc khách hàng sau bán, kết bạn với khách hàng, gửi thông tin, gửi chương trình cho khách hàng. TikTok đây, phát triển kênh, đăng video hàng ngày lên, quay video bằng điện thoại kết hợp với phần mềm CapCut, quay quá trình nấu nướng, quay lên món và cũng đừng giấu bài. Có món gì mình cứ khoe hết ra. Người ta không làm được đâu, đừng lo. Đừng lo là người ta học hết bài của mình. Càng chia sẻ nhiều thì càng càng tốt, càng có nhiều khách hàng. Mà các nội dung thì ngày nào mình cũng phải nấu món mà. Ví dụ mình làm món ốc xào me cho khách thì mình quay luôn. Đấy, mình làm món tu hài thì mình cũng làm luôn. Đấy, tất cả những món như mình pha nước chấm thì đằng nào mình cũng phải pha, thì mình chỉ mất một cái công là có một người quay, xong thì mình cắt ghép, mình lồng tiếng, mình cho nhạc và mình đưa lên. Nhưng mà thực sự là vô cùng hiệu quả. Chính những cái video đấy, họ xem họ lại đến ăn rất nhiều. Tương tự như vậy thì mình có thể đăng lên trên kênh YouTube. Đấy, thì làm video đăng lên Facebook, đăng lên TikTok, đăng luôn lên YouTube nhá. Các cái chủ đề về nhà hàng, về món ăn, về quy trình, về khách hàng, về bí quyết nghề nghiệp, về nguyên liệu, đấy, rồi những cái vui vui đều được hết. Đấy gọi là những cái kênh không trả phí. Đấy, thế tiếp theo là về nhân sự. Nhân sự thì mình có nhân sự để chuẩn bị cho cái quá trình mình chạy quảng cáo bùng nổ lên. Chạy quảng cáo nhiều thì nhân sự nó sẽ phải đông. Tuyển dụng nhân sự nó sẽ phải chuẩn bị cho cái quá trình đấy.
Đấy, rồi thì chuẩn bị cả tài nguyên, tiền bạc, chuẩn bị cả nguyên liệu, đào tạo lại các cái kỹ năng về phục vụ tại bàn, kỹ năng upsell tại bàn, gợi ý chốt đơn đấy. Rồi thì đội ngũ đầu bếp cũng cần phải tăng tốc độ nếu như nhà hàng đông khách. Và đặc biệt là chúng ta phải có nhân sự về marketing. Như tôi đã nói, đơn giản là quay video, chụp ảnh, viết bài. Thế thì hôm nay khách đang ngồi đông này, bắt đầu quay video. Đấy, quay video xong đưa lên, đăng lên. Đấy, cảm ơn khách hàng đã ủng hộ, hôm nay nhà hàng em đông quá, vui quá các bác ạ. Đấy, thế cũng là một cái nội dung, và người ta nhìn thấy là ui nhà này đông thế, nhà này đông thế, thì buổi sau nó lại đông tiếp, nó lại đông tiếp các bạn nhé. Vâng. Đấy, tiếp tục là mục về chăm sóc khách hàng, thì chúng ta cũng sẽ phải chăm sóc khách hàng với cái danh sách đã có thông qua Zalo hoặc là gọi điện thoại. Lâu lắm rồi không thấy anh Phan Anh ghé qua nhà hàng em. Sắp tới sinh nhật anh Phan Anh rồi, tôi sinh nhật tháng 6. Bên em sẽ rất là mong muốn được đón tiếp anh Phan Anh và tặng anh Phan Anh một món quà như thế này như thế kia. Anh Phan Anh và gia đình đến ăn tại nhà hàng em thì bọn em rất là thế này thế khác. Đó, ý tôi là chăm sóc khách hàng như vậy, để người ta tái mua, người ta không bị quên, hoặc là người ta muốn đi ăn thì người ta lại nhớ đến mình, người ta không ăn ở nhà khác. Lập cái kế hoạch chăm sóc khách hàng hàng tuần, ra 1 đến 2 tuần một lần. Tất nhiên đừng có tần suất, đừng có dày quá, bởi vì tần suất dày quá thì nó có hiện tượng là nó giống như là làm phiền khách hàng ấy, nó rất là mệt mỏi. Đấy, hoặc là tặng ảnh postcard vân vân nhân dịp 8 tháng 3, hoặc là tặng quà. Đấy, tặng quà ví dụ như là có một cái trà tặng cho khách hàng, mình là nhà hàng Nhật mình tặng trà Nhật, trà gạo chẳng hạn. Mình là nhà hàng bia thì mình có thể tặng bia cho khách hàng. Hoặc là mình có thể làm những cái món ăn dạng như là có thể gia vị này mình tặng này, hoặc là có thể là cái món ăn khô mình tặng, hoặc mình bán rẻ cho khách rất là tốt. Lên danh sách khách hàng cần phải phải chăm sóc hàng tuần hàng tháng nhá. Nội dung chào hỏi, nội dung chia sẻ, nội dung nhắn qua Facebook hoặc Zalo, hai công cụ đấy là ok. Hoặc là một số khách công sở thì họ sẽ thích dùng email nữa. Mục đích là làm cho khách hàng tái mua, quay trở lại nhà hàng, thêm gắn bó, thêm yêu thích và tăng thêm cái sự hiện diện thương hiệu trong tâm trí của khách hàng. Hiện nay thì rất nhiều nhà hàng không chăm sóc khách hàng kiểu này, và đây là một cái sai lầm. Đấy, chúng ta nên chăm sóc khách hàng thì chúng ta sẽ giảm được cái tiền quảng cáo đi rất nhiều. Đấy, chưa kể đến là chi phí mặt bằng bây giờ rất là cao. Đấy, mọi thứ chi phí nguyên liệu cũng cao, mà cứ phải bán rẻ, cứ phải bán giảm giá, đúng không? Khách thì ngày càng ít. Đấy, các cái điều kiện kinh doanh thì ngặt nghèo. Đặc biệt là Nghị định 100 nó làm giảm rất đáng kể khách uống rượu bia, và nó làm giảm cái doanh thu rất đáng kể. Đấy, kinh tế vĩ mô khó khăn, rồi thì tình trạng quan chức bị bắt nhiều rất khó khăn, nên là kinh doanh nhà hàng bây giờ không hề dễ. Tất nhiên các ngành khác thì cũng chẳng dễ một tí nào. Đấy, nhưng mà những cái ngành như tôi vừa nói là không hề dễ, bị giảm rất đáng kể. Thực hiện xây dựng cái quy trình đón tiếp khách hàng tại cửa hàng, mở cửa chào hỏi, tư vấn, đón tiếp, tạo được cái không khí thân thiện, không khí rất là đặc biệt. Ví dụ như khách vào xin chào, theo tất cả nhà hàng đang ai cũng đang làm xin chào xin chào xin chào, đầu bếp xin chào xin chào xin chào, nó tạo ra cái hiệu ứng rất là tuyệt vời. Hoặc là các bạn thấy đấy, lẩu hay đi đao đúng không, nó múa may quay cuồng, nó biểu diễn, cũng là một cái tạo giá trị gia tăng cho khách hàng mới lạ. Hoặc là bên Trung Quốc nó có một cái nhà hàng mà nó có một cái con bé chuyên đi mua vui, con này nó rất là siêu, nó đi ba tanh, nó trượt khắp nhà hàng, xong rồi nó đi nó trêu khách, khách đang uống bia nó cần hết cần mở bia phát, nó chỉ cầm cái quạt nó xòe cái là bay cái nắp bia, giỏi lắm, trông rất là thích. Rồi nó ăn mặc trang điểm, nó đeo mặt nạ, nó đi nó trêu khách, nó dọa khách cũng rất là vui, rất là vui. Tất nhiên là mỗi một cái nhà hàng nó sẽ có một cái phong cách riêng,
À, ví dụ như tôi nói là nhà hàng Nhật thì mình không thể bắt chước như vậy, thì mình lại phải có văn hóa Nhật, đúng không? Ví dụ như là chơi chơi nhạc của Nhật bằng một cái nhạc truyền thống. Đấy, rồi thì có trong cái trang trí thì có trà đạo, có kiếm đạo. Đấy, rồi thì có những cái hoa văn họa tiết của Nhật. Đấy, có những cái không gian về mặt âm thanh, ánh sáng, mùi mùi vị, cây cảnh. Đấy, nó mang tính chất là của Nhật. Đấy, thì chúng ta tạo một cái lợi thế như vậy. Ok. Đấy, hoặc là đón khách chúng ta là có sumo, có geisha, đúng không? Đấy, những người mà trang điểm đấy, cái kỹ thuật đấy rất là quan trọng. Đấy, mặc kimono để chào khách, khách đến chúng ta chào arigato cái gì đấy à? À, vân vân. À, rồi chúng ta kết hợp với các cái chương trình khuyến mại, quà tặng, tặng món, tặng set, tặng combo và tạo phễu. Cái này là bắt buộc, phễu càng sáng tạo càng tốt. À, như ngày hôm qua thì nó ra cái chương trình là uống 15 cốc bia và ăn hết 10 cái nem chua để tặng 3 triệu. À, cái chương trình đấy thì thực ra tôi nghĩ là bắt chước của các bên khác thôi. Hôm trước tôi vừa ra cái chương trình là uống 6 lít bia thì tặng 5 triệu, nhưng mà anh chủ nhà hàng ấy thì anh ấy sợ là người ta uống được. À, thế mà chạy cả tháng thì không thấy khách nào dám đăng ký. À, bởi vì 6 lít bia nó quá kinh khủng. Tôi nghĩ là 3 lít thôi. À, hoặc là 4 lít thôi đã là khó rồi. Vân vân. À, về các chương trình khuyến mại thì có những cái chương trình gì? À, các chương trình combo, à, tạo phễu, à, và tặng món, à, rồi tặng nước, tặng món ăn ấy, tặng nước, à, rồi cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng, tặng quà, à, tặng quà, à, rồi chương trình sinh nhật, à, sinh nhật giảm giá, tặng bánh giảm giá, à, các giá trị gia tăng, à, giá trị gia tăng ví dụ như thế cái gì? À, hiện nay có những nhà hàng họ còn làm gì, ví dụ như họ đánh giày miễn phí cho khách hàng. Đấy. Đấy, khách hàng ngồi cởi giày ra nên người ta đánh sạch sẽ, mặc dù khách hàng không yêu cầu, thế nhưng mà mình ngồi mình đánh, tất nhiên mình nói với họ trước là bọn em xin phép được vệ sinh giày giày dép sạch sẽ cho anh chị. À, mình thuê công nhân mình làm, à, đánh sạch sẽ bóng lộn lên, họ rất là thích, họ rất là thích. À, hoặc là có những cái nhà hàng họ đông, họ có nghĩa là quán bia ấy, họ có diện tích rộng, họ có thể rửa xe máy, thậm chí là ô tô miễn phí. Đấy. Hiện nay nhá, ở Hà Nội đi rửa xe máy là mất 20 đến 30 nghìn, rửa ô tô là mất tầm 50 đến 60 nghìn, rất ít chỗ là 40 nghìn lắm. Ngày xưa thì còn 40 nghìn, bây giờ tôi rửa là 50 nghìn, 60 nghìn hết rồi. Thế mà bây giờ đi vào nhà hàng ăn một cái, uống vài cốc bia, một gọi một hai món có khi chỉ hết độ 300 nghìn. Thế mình lại được gửi xe ô tô miễn phí, mình lại được rửa xe miễn phí thì mình cảm thấy rất rất hời. Thế là mình cứ hay vào và dần dần thành thói quen. À, có thêm những cái dịch vụ giá trị gia tăng khác nha. À, hoặc là nhà vệ sinh phải rất là sạch sẽ, à, rồi thì luôn có người lau chùi dọn dẹp sạch sẽ, đưa khăn mát khăn lạnh, à, phục vụ khách hàng như một quý ông, à, vân vân. Để làm gì? Để mục tiêu là để thu hút được khách hàng càng nhiều càng tốt. Ok. Thế thì tôi vừa mới, các bạn nhìn thấy sơ đồ mind map rất là dài, rất là chi tiết nha, một cái kế hoạch marketing mới nhất cho một cái nhà hàng. Đấy. Thế thì nếu mà các bạn mà cần được nhận cái file này thì liên hệ với tôi sẽ gửi cái file này cho, bản mind map rồi bản word có hết. Đấy. Các bạn cần tư vấn này, cần triển khai này, cần chạy quảng cáo này. Đấy, rồi thậm chí là chạy quảng cáo cho nhà hàng của các bạn đang gặp khó khăn, à, tăng doanh số, hoặc là các bạn chuẩn bị mở nhà hàng, nhất là những cái bạn chuẩn bị mở nhà hàng lớn hay nhỏ, các bạn liên hệ với tôi. À, tôi sẽ tư vấn, đào tạo, triển khai và hướng dẫn cho các bạn. Được chưa ạ? À, số điện thoại của tôi là 0989 623 888. Số này dùng từ hồi sinh viên năm thứ hai đến bây giờ là 17 năm rồi. Đấy. Zalo cũng cũng sẽ kết bạn được, kết nhắn tin được, vì tôi để chế độ công khai, tôi không để chế độ bạn bè. À, bạn thì cũng trên 3.000 bạn mất rồi, không kết được nữa.
0989623858. Facebook là Phan Anh Online, facebook.com/phananhonline, tìm là Nguyễn Phan Anh hoặc Phan Anh Online PA Marketing là sẽ ra. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong các cái video tiếp theo, trong các cái bản kế hoạch tiếp theo. Xin chào.